Thưa quý vị, đây là hiện trường của vụ cháy nhà máy sản xuất keo tại khu công nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương. Đến thời điểm này thì đã hơn 4 giờ, tuy nhiên thì đám cháy vẫn chưa được khống chế. Quý vị cũng có thể thấy là ngọn lửa vẫn đang tiếp tục bùng phát với những cột khói đen cao hàng chục mét. Và lực lượng phòng cháy chữa cháy thì vẫn đang tích cực để mà dập tắt đám cháy. Được biết thì đám cháy xảy ra vào lúc 13:30. Theo các công nhân ở đây thì trước khi xảy ra cháy thì các công nhân đã nghe một tiếng nổ lớn và sau đó thì ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Đám cháy thì đã tiêu hủy diện tích là khoảng hơn 1.000 m2 và hiện tại thì đang cháy lan và các lực lượng phòng cháy chữa cháy thì đang cố gắng để dập tắt khống chế ngọn lửa không để cháy sang những cái nhà kho bên cạnh. Hiện tại thì lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương thì cũng đã huy động rất là nhiều những nguồn lực bao gồm cả phương tiện cũng như con người, thậm chí là có sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy thành phố Hồ Chí Minh. Được biết thì lực lượng phòng cháy thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã cử một cái xe robot chữa cháy để mà phá dỡ công trình giúp cho việc dập lửa được nhanh và tốt hơn. Quý vị cũng có thể thấy là thời tiết lúc này tại Bình Dương thì đang có mưa và các lực lượng phòng cháy chữa cháy thì vẫn đang tích cực để mà dập lửa khi mà ngọn khói cũng như là lửa đã nhanh chóng lan ra các tòa nhà bên cạnh. Hiện tại thì điện ở đây cũng đã được cô lập và để tránh cái tình trạng là xảy ra nổ hay là cháy lan.